Ngày mùng 2 Tết Tân Sửu, nhiều người dân đã dành thời gian đi lễ tại các đền chùa để cầu an, cầu phúc. Tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19, người đi lễ không đông như mọi năm và hầu hết mọi người đều chấp hành việc đeo khẩu trang. Đi lễ đầu năm là một nét văn hóa lâu đời. Mọi người đến đền, đến chùa không chỉ để cầu bình an mà còn để có được cảm giác thanh sạch, tĩnh tại, giữ bỏ hết mọi ưu phiền, vất vả trong năm cũ, đón nhận những niềm vui trong năm mới. Năm nào cô cũng đi, cái thứ nhất là thoải mái tư tưởng, cái thứ hai là mình nhớ công ơn các vị đã qua đời và hy vọng là đất nước mình sẽ phồn vinh và hạnh phúc. Nhà đền thì cũng đã chuẩn bị một số cái như thể khẩu trang, nước phòng dịch để thờ phương đến, là nếu như không có thì cái nhất là hướng dẫn và có thể là mời họ ra lấy khẩu trang và sát khuẩn tay để vào trước khi hành lễ để đảm bảo vấn đề chống dịch tốt. Năm nay các đền chùa trên địa bàn tỉnh đều chỉ tổ chức phần lễ chứ không tổ chức phần hội trong dịp đầu xuân. Mọi quy định trong phòng chống dịch cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Để sẽ chỉ thực hiện phần lễ chứ không thực hiện phần hội, và trong tất cả những cái phần lễ thì thành phố chỉ đạo là các khóa lễ không được tụ tập quá đông, quá 30 người. Đi lễ đầu năm đã trở thành nét đẹp, là nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của mỗi người dân Việt Nam. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mọi người cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch khi đến đền chùa, hoặc cũng có thể ứng dụng các hình thức trực tuyến phục vụ nhu cầu tâm linh thông qua các nền tảng xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.